Đang đi đẹp lắm nha các bạn. Ba chớp nè, cái thứ ba tắt các bạn, cái xịt vô con tắt nha các bạn. Này con tắt nó nằm dưới đây nè. Đó, thì cái sản phẩm này nó cũng dùng pin nhỏ các bạn. Đó. Sản phẩm này dùng pin nhỏ nè, bấm cái chớp một cái ha, như nó chớp ba kiểu á, ba kiểu tắt, 1 nè, 2 nè, 3 nè, cái tư tắt nha các bạn. Đó. Thì để lâu á các bạn, thì cái sản phẩm này nó sẽ hết pin nè các bạn, nó sẽ hết pin. Nó hết pin thì chúng ta phải mua pin gì thay nha các bạn. Đó, chúng ta phải mua pin gì thay. Nó xài bằng pin này nè, 1 là pin này, 2 là pin này. Anh chị phải thay pin thôi, các bạn phải thay pin. Các bạn mà thắng ốc phải thay pin thôi. Đây như cái đèn này. Các bạn thay 3 viên pin vào thì các bạn bấm, bấm một cái chớp một cái nè. Đó. Như cái này cũng chớp 3 kiểu các bạn, 1 nè, 2 nè, 3 nè, cái tư tắt. Đó, thì cái sản phẩm này nói chung là đèn chớp nó không hư hao vậy các bạn. Một cái chai R7 với cái chai xịt xé các bạn, mình quên nói cái này. Thì các bạn tháo cái thằng này ra nha, tháo này ra rồi lấy cái chai R7 xịt vô con tắc các bạn. Này con tắc nó nằm dưới đây nè, nó dính con ốc này rồi các bạn. Đây mình cho các bạn thấy nè, tắc nó nằm ở đây nè. Đen nè. Đây. Thì các bạn mua chai R7 thì các bạn xịt vô đây một cái với mình nhé, thì xét ở trong nó sẽ không, nó sẽ ra hết, thì các bạn bấm có thể nó chớp lại. Rồi cái sản phẩm thứ ba mình cũng xin giới thiệu, và cái sản phẩm này ở ngoài thị trường nó cũng hấp dẫn các bạn. Đó, cái sản phẩm này là cái kiếm 3 khúc, kiếm đèn 3 khúc nha các bạn. Nó mình để là các bạn có thể chụp ảnh lại để gửi lên những cửa hàng đồ chơi lân cận nè, hoặc là những cái cửa hàng nào các bạn biết á. Rồi các bạn nếu có thì các bạn lấy về bán, còn ba mẹ cảm thấy đẹp thì mua cho em chúng ta chơi. Đó, mình cũng tháo mình xin review lại luôn. Nếu như các bạn bất cập những sản phẩm này thì các bạn có thể biết cách xử lý nè. Có 3 khúc nè, 3 màu luôn nè, kéo này qua nè các bạn nè. Đây 3 khúc, 1, 2, 3 nè, 4 khúc, 4 màu các bạn, 1, 2, 3, 4, 4 khúc, tiếp 4 khúc ha. Thì cái sản phẩm này cũng xài pin này thôi, xài pin này thôi các bạn. Đó thì chúng ta giật nè, có nhạc nha các bạn. Đó. Công tắc nó nằm dưới này các bạn, chúng ta bật lên thì nó sẽ có đèn. Đó, chúng ta lắc một cái này là cảm ứng nha, lắc một cái thì nó có nhạc. Đó, lắc qua thì nó có nhạc, lắc lại là có nhạc. Rồi chúng tắt, chúng ta không thích chơi thì tắt cho con em chúng ta đỡ tiết kiệm tiền pin. Chức năng nó cũng như vậy thôi nhé. Cái mẫu tiếp theo á, là hôm trước á, mình cũng có review cho các bạn xem về cái mẫu cây quay Kitty, cây quay Doraemon và cây quay Pikachu á. Thì hôm nay nó có một cây quay nữa. Cây quay này á, thì đó là cây quay người nhện các bạn, người nhện. Đó. Đó, cái sản phẩm này cũng dùng pin con ó. Cái đầu này thì bẻ lên bẻ xuống được nha các bạn. Đó. Thì hết pin thì các bạn có thay pin thôi. Cái sản phẩm này xài pin lớn nha các bạn, xài 3 viên pin lớn, 3 viên pin. Bạn mở lên, đây bật vào đây là nó sẽ quay. Ban đêm đẹp lắm nha các bạn. Các bạn thấy gì thôi chứ ban đêm rất là đẹp, quay lên được nhé. Ban đêm rất là đẹp, ở đây mình review cho các bạn xem thôi. 2 nút, một nút nhạc và một đèn. Thì cây này nó cũng tương tự các bạn, nhưng mà cây này nó chỉ chớp có một đầu thôi nha. Nè các bạn nhìn là nó cũng dài lắm á. Thì kích thước của này mình cũng để trên ảnh, các bạn có thể xem nha. Cũng xài pin lớn nha các bạn, xài pin con ó mình đó. Đây các bạn tháo ra, nút đỏ nè. Đó. Thì cái nút xanh nó là cái nút như nút đèn, đèn chớp, cái đèn nháy các bạn. Các bạn bấm lên một cái thì nó sẽ chớp một cái là 1 nè, 2 chớp nè, 3 chớp nè, cái thứ 3 tắt các bạn. Còn cái này là nút nhạc đó, các bạn bấm này lên những cái nhạc, nó chỉ có một bài nhạc thôi các bạn. Đó, bấm một cái là một bài nhạc. Còn bên đây là đèn chớp, bấm một cái là nó chớp một cái nè. Đó, hoặc là cái người bấm 2 cái này vừa đèn vừa chớp luôn. Viên rất là đẹp các bạn, viên rất là đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha, sau một video tiếp theo.